Quốc độ được trang nghiêm bảy báu. Phật quốc độ của ta cũng như vậy, con người nhiều oán hạ thì hiện thấy Phật quốc khác hơn. Lại như vua rồng tâm bình đẳng mưa xuống, mà ở người thì là nước, mà trên thân ngạ quỷ thì là lửa than. Hỏi nếu có thể làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện, thời chúng sanh hữu biên, không còn ai chịu khổ đói rét nữa, vì cớ sao? Vì hết thảy chúng sanh đều đã mãn nguyện lìa khổ được vui. Đáp, mãn nguyện hết thảy là danh tự hết thảy, chứ không phải thật hết thảy. Như kệ Pháp Cú nói, hết thảy đều sợ chết, hết thảy sợ gậy đánh, duy bụng ta ra người, chớ giết chớ đánh gậy. Tuy nói hết thảy sợ gậy đánh đau, nhưng như chúng sanh ở cõi vô sắc, không thân, thời không có gậy đánh đau. Chúng sanh ở cõi sắc tuy có thể có thân, cũng không có gậy đánh đau. Chúng sinh ở cõi dục cũng có người không bị gậy đánh đau. Nhưng nói hết thảy là chỉ những người đáng bị gậy đánh mà nói, chẳng phải thật hết thảy. Vì vậy nên Bồ Tát làm cho hết thảy chúng sinh mãn nguyện. Nhưng tâm Bồ Tát không có giới hạn, quả báo phước đức cũng vô lượng. Chỉ vì chúng sanh bị tội chướng sâu dày từ vô lượng vô số kiếp nên không thể được. Như đệ tử của Xá Lợi Phất là Tỳ Kheo La Tần Châu, thì khất thực 6 ngày liền mà không được chi, cho đến ngày thứ 7 mạng sắp muốn dứt, có người đồng đạo khất thực đem cho, liền bị chim rượt lấy tha đi. Bây giờ Xá Lợi Phất nói với Mục Kiền Liên, thầy có thần lực lớn giữ hộ thức ăn ấy, đưa cho La Tần Châu được ăn. Mục Kiền Liên liền đem thức ăn đến cho, thức ăn sắp đưa đến miệng liền biến thành bùn. Lần sau Xá Lợi Phất khất thực đem cho thì miệng tự ngậm lại. Cuối cùng Phật đi đến đưa thức ăn cho, nhờ phước đức vô lượng của Phật nên làm cho La Tần Châu ăn được. Tỳ kheo ấy ăn xong tâm sanh hoan hỷ, càng tin kính gấp bội. Phật bảo tỳ kheo La Tần Châu, các pháp hữu vi đều là khổ, và nói tứ đế cho nghe. Ngay khi ấy tỳ kheo được lộ hết ý dài chứng đắc đạo quả A La Hán. Có những chúng sanh phước mỏng tội nặng hơn đây Phật không cứu được, lại vì biết chúng sanh là không thể có được rõ thấu pháp tánh, nên chư Phật không có ước tưởng phân biệt là người có thể hay không có thể độ, tâm thường vắng lặng, ý không thêm bớt. Vì vậy nên dù Bồ Tát có muốn làm cho hết thảy chúng sinh mãn nguyện, nhưng vì chúng sanh tội nặng nên không thể được, Bồ Tát không có lỗi. Uống ăn, ăn được có hai thứ là thô và tế, bánh cơm, thức ăn trăm vị. Tuy kinh nói cho bốn cách ăn mà chúng sanh được tồn tại, nhưng nơi đây chỉ nói cách đoàn thực, ăn đồ vật có khối lượng nắm cầm được. Còn ba cách ăn kia là không có xác chất, không thể đem cho. Nếu nói cho đoàn thực, thời đã cho ba cách ăn kia. Vì sao? Vì nhân đoàn thực nên tăng ít ba cách thực kia. Như kinh nói đạt việc thí đồ ăn, thời cho người lãnh thọ năm việc lợi ích. Uống tổng quát có hai thứ, một rượu cây cỏ, đó là rượu, nho, mía, lúa. Hai nước cây cỏ, đó là nước mía, nước nho, nước đường, nước thạch liệu, nước quả lê, mít, nước quả ba lô sa và các thứ lúa và nước các thứ lúa. Như vậy hòa hợp là thức uống ăn trong loài người và các thức uống ăn của trời là vị tu đà, cam lồ, hoa quả trời, nước ma đầu, ma đà bà. Mỗi loại chúng sanh ăn hoặc ăn lúa, hoặc ăn thịt, hoặc ăn đồ sạch, đồ nhơ đều đưa đến no đủ. Y phục y có hai thứ, hoặc lấy từ thân chúng sanh làm ra như tơ lụa, lông da, hoặc lấy từ cây cỏ làm ra như vải, bông, vỏ cây. Có y của trời không có được ngăn dọc, tự nhiên từ cây sinh ra, màu sáng, nhẹ mềm, ngọa cụ, giường trõng, mền, nẹp, màn, trướng, gối. Hương xoa có hai thứ, một cây trên đàn, xoa thân, hai hương tạp có thứ cây, giả nát, giã nát thành bột, lấy xoa thân và ướp chăn áo hoặc bôi trên đất, trên vách. Thừa là voi ngựa, xa là xe. Phòng xá là đất, cây, bảo vật làm thành lầu gác, điện, nhà, cung quán để ngăn rét, nóng, gió, mưa, đạo tặc. Đèn đuốc là dầu mỡ, sáp ong, ngọc sáng. Các vật là tất cả những vật cần dùng của chúng sanh không thể nói đủ, cho nên được nói là các vật. Hỏi trong đây cớ sao không nói hương đốt, hoa đẹp? Đã nói các vật là đều đã gồm trong đó. Hỏi nếu như vậy chỉ nên được nói ba thứ ẩm thực, y phục và đồ trang nghiêm. Đáp, các thứ này là vật nhu yếu, nếu thương niệm chúng sanh thì trước cho ẩm thực, tiếp đến y phục, rồi hương xoa trừ thân nhơ thối. Kế cho ngọa cụ rất lạnh cần phòng xá, tối tăm cần đèn đuốc. Hỏi, hương hoa cũng có thể trừ thối, vì cớ sao không nói? Đáp, hoa chẳng phải có thường, cũng chóng héo tàn, là ít ít cho nên không nói. Hương đốt khi lạnh mới cần, khi nóng đáng sợ. Hương xoa thì thông dụng cả khi lạnh khi nóng. Khi lạnh trộn với trầm thủy, khi nóng trộn với chiên đàn để xoa thân,
Vì vậy, chỉ nói Hương Xoa, hỏi nếu thực hành bố thí ba la mật được vô lượng quả báo, có thể làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện. Cớ sao? Nói muốn làm cho hết thảy chúng sanh mãn nguyện hãy học bát nhã ba la mật. Đáp, trước đã nói do có bát nhã ba la mật hòa hợp nên gọi là đản ba la mật. Này sẽ nói lại, chúng sanh có thể được mãn nguyện, không phải chỉ trong một quốc độ, một diêm phù đề mà đều muốn làm mãn nguyện chúng sanh trong sáu đường khắp mười phương thế giới, nên không phải chỉ bố thí mà có thể làm được. Phải do bát nhã ba la mật phá tướng xa gần, phá tướng hết thảy chúng sanh, tướng phi hết thảy chúng sanh, trừ hết các ngại, trong khoảnh khắc về móng tay, hóa ra vô lượng thân khắp đến mười phương mới có thể làm mãn nguyện cho hết thảy chúng sanh. Thần thông lợi ích như vậy phải từ bát nhã xuất sanh. Vì vậy, Bồ Tát muốn làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh hãy học bát nhã ba la mật. Kinh lại nữa, sáng lại Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến chúng sanh trong hàng hà sa thế giới an lập nơi bố thí ba la mật, an lập nơi chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, bát nhã ba la mật, hãy học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, nghĩa ấy có thứ lớp vì nhân duyên gì? Đáp, lợi có ba thứ, lợi đời này, lợi đời sau, lợi rốt ráo. Vui có ba thứ, vui đời này, vui đời sau, vui xuất thế. Trước kia nói lợi vui đời nay, ở đây nói lợi vui đời sau và xuất thế. Vì vậy nên khiến chúng sanh an trú sáu ba la mật. Bồ Tát thương nhớ chúng sanh quá hơn cha mẹ nhớ con, tâm từ bi thấu đến xương tủy. Trước lấy ăn uống làm no đủ thân nó, trừ khổ đói khát, kể lấy y phục trang nghiêm thân nó làm cho thọ vui. Nhưng tâm Bồ Tát không mãn túc, lúc suy nghĩ rằng chúng sanh đã được cái vui đời nay, còn nghĩ làm sao cho được cái vui đời sau. Nếu đem sáu ba la mật thế gian dạy cho, thời được cái vui cõi người cõi trời, lâu sau trở lại luân hồi sanh tử. Nên lại đem sáu ba la mật xuất thế gian dạy cho, khiến được cái vui vô vi thường hằng. Lại nữa, trước lấy y phục hoa hương trang nghiêm thân nó, nay lấy công đức trang nghiêm tâm nó. Nếu có ba thứ trang nghiêm, thời đầy đủ không còn chi hơn. Một, y phục bảy bóng. Hai, phước đức. Ba, đạo pháp. Bồ Tát muốn đầy đủ ba thứ trang nghiêm chúng sanh, nên trước nói quả báo công đức, nên nói nhân duyên công đức. Lại nữa, trước nói tuy có đại bố thí, mà vì chúng sanh tội nặng, không thể hưởng được tất cả. Như trong kinh Ngạ Quỷ nói, tuy cho nó đồ ăn mà nó không ăn được, biến thành vật bất tịnh, lửa than. Lại, Bồ Tát không bỏ chúng sanh, nên tạo phương tiện để khiến chúng sanh được lợi ích cơm áo, cho nên dạy tu phước nghiệp, tự làm tự hưởng. Bồ Tát khéo biết nhân duyên không thể cưỡng ép có được, nên dạy khiến tu để hưởng. Vì vậy, nên tiếp dạy chúng sanh an trú sáu ba la mật. Hỏi, chí nguyện của Bồ Tát là khiến hết thảy chúng sanh mười phương an trú sáu ba la mật. Cớ sao chỉ nói chúng sanh trong thế giới như các sông Hằng? Đáp, vì người nghe Pháp đã nghe nói các sông Hằng, lại đối với Bồ Tát mới phát tâm thì cho vô biên vô lượng là nhiều, nhiều thì rối lạ. Nếu Đại Bồ Tát thời không kể số các sông Hằng, lại nữa nói như các sông Hằng là nói số vô biên vô lượng, như trong phẩm nói sau. Lại nữa như các sông Hằng là đã nói mười phương các thế giới, trong đây cũng không nói một các sông Hằng, không nên vấn nạn. Vì vậy nói thế giới như các sông Hằng không có lỗi, nghĩa thế giới như các sông Hằng như trước đã nói. Chúng sanh là đối với năm uẩn, 18 giới, 12 xứ, 6 nhập, 12 duyên, nhiều pháp, giả danh chúng sanh là trời, là người, là trâu, là ngựa. Chúng sanh có hai thứ, động và tịnh. Động thì phát sanh thân khẩu nghiệp, tịnh thời không thả. Chúng sanh có sắc, chúng sanh không sắc, chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, chúng sanh thế gian, xuất thế gian, lớn, nhỏ, hiền, thánh, phàm phu, tà định, chánh định, bất định, vui, khổ, không vui, chúng sanh vui, thượng, trung, hạ, chúng sanh học, phi vô học, chúng sanh có tưởng, không tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chúng sanh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chúng sanh cõi dục có ba hạng, thiện căn có thượng, trung, hạ, thượng là trời lục dục, trung là hạng giàu sang trong loài người, hạ là thấp hèn trong loài người. Vì bộ mặt không đồng lại nhau nên có bốn châu thiên hạ khác nhau: Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Bất thiện có ba bậc: thượng là địa ngục, trung là súc sanh, hạ là ngạ quỷ. Lại nữa, chúng sanh cõi dục có mười thứ ba ác đạo: người, trời, lục dục. Địa ngục có ba thứ: địa ngục nóng, địa ngục lạnh, địa ngục hắc ám. Súc sanh có ba hạng: đi trên không, đi trên bộ, đi trong nước, đi ngày, đi đêm, đi ngày đêm. Quỷ có hai hạng: quỷ xấu tệ, quỷ đói.
Quỷ tệ hưởng vui như trời, chỉ khác là ở chung với quỷ đói làm chủ nó. Quỷ đói thì bụng như hang núi, cổ nhỏ như kim, thân thể chỉ có ba việc: da đen, xương gân vô số. Trăm năm không nghe đến danh tử ăn uống, huống chi được thấy. Lại có loài quỷ lửa từ miệng tuôn ra, lấy loài phi nga nhảy vào lửa làm thức ăn, hoặc ăn gân, ăn máu mủ, đởm dãi, đồ dư thừa rửa bỏ, hoặc được cúng tế, hoặc ăn đồ sanh đẻ bất tịnh. Trời lục dục là bốn thiên vương, ở giữa trời lục dục lại riêng có các trời mang anh là trời hí vong, trời tâm sân, trời chân chim, trời ưa thấy. Các trời này đều nhiếp vào sáu trời. Có người nói chúng sanh cõi dục có 11 thứ, trước nói năm đạo, nay nói thêm Atula đạo. Hỏi: Atula tức nhiếp vào năm đạo. Atula chẳng phải trời, chẳng phải người, ở địa ngục khổ nhiều, ở súc sanh hình khác, như vậy nên nhiếp vào ngạ quỷ phải hơn. Đáp: không đúng, lực Atula ngang bằng trời 33. Vì sao? Vì hoặc bị chư thiên phá, hoặc phá chư thiên. Như trong kinh nói, Thích Đại Hòa Nhân bị Atula đánh phá, bốn thứ binh chúng của Atula chui vào cọng sen để tự giấu mình, hưởng thụ năm dục lạc tương tự như trời, làm đệ tử Phật. Có oai lực như vậy, đâu được nhiếp vào ngạ quỷ, vì vậy nên phải có sáu đạo. Lại nữa, như Atula, Chân Đà La, Càn Thát Bà, Kiêu Bàn Trà, Dạ Xoa, La Sát, Phủ Đà, các đại thần này là Atula thuộc trời. Atula hưởng vui ít hơn chư thiên, có oai đức biến hóa tùy ý, vì thế có người nghi rằng đó là Atula chẳng phải Tula. Tula Trung Hoa dịch là lớn, có nghĩa là trời. Có người nói Atula ấy chẳng phải Tula. Atula đạo là tên có được ban đầu, ngoài ra đều đồng một đạo. Hỏi: kinh nói có năm đạo, cớ sao nói sáu đạo? Đáp: cách Phật lâu xa, kinh pháp lưu truyền 500 năm sau, có nhiều dị biệt, kinh bộ không đồng, hoặc nói năm đạo, hoặc nói sáu đạo. Nếu người nói năm đạo, thời xoay văn trong kinh Phật lại nói năm. Nếu người nói sáu đạo, thời xoay văn trong kinh Phật lại nói sáu. Lại trong Đại Thừa, như kinh Pháp Hoa nói có sáu thứ chúng sanh, xem các ý nghĩa nên có sáu đạo. Lại nữa, phân biệt thiện ác nên có sáu đạo. Thiện có thượng trung hạ nên có ba đường thiện, là trời người Atula. Ác có thượng trung hạ nên có ba đường ác, là địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Nếu không như vậy, thời ác có ba hạng quả báo, mà thiện chỉ có hai hạng quả báo. Ấy việc mâu thuẫn, nếu có sáu đạo đối nghĩa không trái. Hỏi: thiện pháp cũng có ba quả, hạ làm người, trung làm trời, thượng là niết bàn. Đáp: trong đây không nói đến niết bàn, chỉ nên phân biệt quả báo về trú xứ của chúng sanh. Niết bàn không phải quả báo. Thiện pháp có hai thứ: một, 37 đạo phẩm có thể đưa đến niết bàn; hai, có thể sanh cái vui đời sau. Nay chỉ nói thiện pháp được thọ thân, không nói thiện pháp đưa đến niết bàn. Thế gian thiện có ba bậc: do thiện thượng phần nên được quả báo cõi trời, do thiện trung phần nên được quả báo cõi người, do thiện hạ phần nên được quả báo cõi Atula. Hỏi: ông tự nói Atula qua được ngang với trời, hưởng vui không khác trời, sau này lại nói thiện hạ phần được quả báo Atula. Đang ở trong loài người có thể được xuất gia thọ giới cho đến đạt đạo, ở cõi Atula kiết sử che tâm đắc đạo rất khó. Chư thiên tuy khéo kiết sử mà có tâm thẳng tin đạo, còn Atula tâm nhiều tà vậy không thường gần đạo. Vì vậy nên Atula tuy giống trời mà vì khó gần đạo nên lại dưới người. Như rồng chúa, chim kim sĩ, thế lực tuy lớn hay biến hóa mà vẫn ở trong súc sanh đạo, Atula đạo cũng như vậy. Hỏi: nếu rồng chúa, chim kim sĩ, thế lực tuy lớn mà vẫn thuộc súc sanh đạo, vậy Atula cũng thuộc vào ngạ quỷ đạo, vì sao lại làm ra sáu đạo? Đáp: rồng chúa, chim kim sĩ tuy được thọ vui mà vì thân hình đi ngang như súc sanh nên nhiếp thuộc súc sanh đạo. Địa ngục ngạ quỷ thân hình tuy giống người mà vì nó quá khổ nên không nhiếp vào nhân đạo. Atula thế lực đã lớn mà thân hình giống người trời nên lập riêng sáu đạo. Ấy là lược nói chúng sanh cõi dục, chúng sanh cõi sắc, cõi vô sắc, như trong phẩm sau sẽ nói. An lập bố thí ba la mật, Bồ Tát nói với chúng sanh hãy tu hạnh bố thí. Nghèo là khổ lớn, không nên vì nghèo mà phải làm ác, phải đạo ba đường giữ, làm các hạnh ác đọa ba đường giữ, thời không thể cứu. Chúng sanh nghe rồi bỏ tâm sang tham, thực hạnh bố thí ba la mật như trong phẩm sau nói rộng. Lại nữa, Bồ Tát ở trước chúng sanh dùng các nhân duyên, các thí dụ mà thuyết pháp chê bai lòng san tham. Người san tham ngay thẳng cần cho bản thân, còn tiếc không dám dùng. Không ai đến hỏi xin thì tâm đục sắc biến,
liền hiện ra thân sắc âm thanh hung ác xấu xí, gieo nghiệp ác cho đời sau nên chịu thân hình xấu xí. Trước không gieo nhân bố thí, cho gieo nhân duyên bố thí nên thọ thân đời này nghèo hèn, tham đắm tài vật, cầu nhiều không ngưng, mở cửa tội ác, chuyên làm việc ác, đọa trong đường ác. Lại nữa, nghiệp lợi ích trong vòng sanh tử luân chuyển, không cho hơn bố thí. Đời nay đời sau, thường được theo ý, các việc tiện lợi cho thân, đều từ bố thí mà được. Bố thí là thiện đạo sư hay mở ra ba vui. Vui cõi trời, vui cõi người, vui niết bàn. Vì cớ sao? Vì người ưa bố thí, tiếng tăm lan truyền, tám phương tin vui, không ai không ái kính. Ở giữa đại chúng không có sợ hãi, khi chết không hối hận. Người ấy tự nghĩ ta đem tài vật gieo vào ruộng phước tốt, chắc chắn ta được cái vui cõi người cõi trời và mở cửa niết bàn. Vì cớ sao? Vì bố thí phá kiết sử tham, thường nghĩ người lãnh thọ, diệt trừ sân não, dứt tâm tật đố, cung kính người lãnh thọ, thời trừ kiêu mạn, tâm quyết định bố thí, lưới nghi tự phá, biết quả báo bố thí, thời trừ tà kiến vô minh, các phiền não bị phá, như vậy thời cửa niết bàn được mở ra. Lại nữa, không chỉ mở ra ba cái vui mà còn mở ra vô lượng Phật đạo, chỗ của Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì sáu ba la mật là Phật đạo mà bố thí là cánh cửa đầu, các hạnh khác đều đi theo. Như vậy bố thí có vô lượng công đức, vì nhân duyên ấy nên khiến chúng sanh an lập nơi bố thí ba la mật. Như trong trường bố thí trước đã nói, an lập trì giới ba la mật. Bồ Tát ở trước chúng sanh tán thán việc trì giới rằng: chúng sanh các ngươi nên học trì giới, giới công đức của trì giới khổ nhỏ, nhổ khỏi ba đường ác và kiếp hạ tiện trong loài người, khiến được loài người loài trời tôn quý cho đến được Phật đạo. Giới là căn bản của hết thảy sự vui, ví như kho tàng lớn xuất ra các chân bảo, giới là sự bảo hộ lớn hay diệt mọi sợ hãi, ví như đại quân phá giặc, giới làm trang nghiêm như đeo anh lạc, giới là thuyền lớn hay đưa qua biển lớn sanh tử, giới là xe lớn hay chở châu báu quý trọng đi đến thành niết bàn, giới là thuốc hay hay phá bệnh kiết sử, giới là thiện tri thức đời đời theo dõi không hề xa trái, khiến tâm an ổn, ví như đào giếng đã thấy bùn ướt, vui mừng sung sướng không còn lo sợ. Giới hay thành tựu các hạnh lợi ích, ví như cha mẹ nuôi lớn các con, giới là tham trí hay đưa vào vô lậu, giới hay làm các kiết sử kinh sợ, ví như sư tử hay làm cho bầy thú nhiếp phục, giới là gốc của hết thảy các đức ách yếu của xuất gia. Người tu tịnh giới sở nguyện được theo ý, ví như ngọc như ý, mọi sự đều được ứng theo niệm. Như vậy nhiều cách tán thán công đức của giới làm cho chúng sanh hoan hỷ phát tâm an trú trì giới ba la mật, an trú nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát ở trước chúng sanh tán thán nhẫn nhục rằng: nhẫn là sức mạnh của người xuất gia hay dẹp các ác, có thể hiện việc kỳ lạ giữa chúng, nhẫn nhục thủ hộ, làm cho thí giới không làm cho bị hủy hoại. Nhẫn là áo giáp lớn, các quân binh không ra hại. Nhẫn là thuốc hay hay trừ ác độc. Nhẫn là khéo hơn giữa đường hiểm sanh tử, an ổn không lo. Nhẫn là kho tàng lớn, thì báo rất lớn cho người thiện nghèo. Nhẫn là thuyền lớn hay đưa qua khỏi sanh tử bờ này, là đến niết bàn bờ kia. Nhẫn là kính sáng hay làm sáng tỏ các đức. Nếu người đến ra ác thì như leo dẫm núi vàng, càng làm phát ánh sáng của nó. Lợi khí để cầu Phật đạo độ chúng sanh, nhẫn là túi rượu. Hành giả nên nghĩ rằng nếu ta lấy hết sân hận đáp lại kia thời là tự tại, lại nghĩ ta đời trước có tội ấy mà không được như ý, chắc phải nên bồi thường lại. Nếu với người này không nhẫn chịu, các người khác cũng hại ta đều không tránh được, cớ sao nổi giận. Lại nữa, chúng sanh bị phiền não lôi kéo gây các việc ác không được tự tại, ví như người bị quỷ ám hại mà mắng nhiếc lương y, lương y lúc ấy chỉ lo trừ quỷ mà không hề hiềm kẻ mắng. Hành giả cũng như vậy, chúng sanh đưa ác đến mình không hiểm nó giận dữ, chỉ do trừ kiết sử. Lại nữa, người thu nhẫn xem kẻ đến mạ nhục như cha mẹ xem con nhỏ, khi nó mạ nhục lại càng thương xót hơn, yêu nó sâu hơn, lại tự nghĩ rằng người kia đưa ác đến ta ấy là do nghiệp đã tạo ra đời trước nay phải chịu, nếu lấy giận đáp trả lại tạo thêm khổ về sau, biết lúc nào giải thoát được. Nếu nay nhẫn nhục thì vĩnh viễn đều khổ, vì vậy không nên nổi giận. Các nhân duyên như vậy, chê sân giận sanh từ bi vào chúng sanh nhẫn, gọi tắt là sanh nhẫn. Vào sanh nhẫn rồi, suy nghĩ mười phương chư Phật thuyết pháp đều nói không có ngã, cũng không ngã sở, chỉ do các pháp hòa hiệp giả danh chúng sanh,
như máy chuyển động người gỗ, tùy động tác mà bên trong vô chủ. Thần này cũng như vậy, chỉ có da thịt giữ nhau, chuyển theo gió tâm, niệm niệm sanh diệt, vô thường, không tịnh, không người làm, không người mắng, cũng không người lãnh thọ. Vì gốc ngọn chốt giáo không, chỉ là điên đảo hư dối, tâm phàm phu chấp trước, suy nghĩ như vậy rồi, thời không tướng chúng sanh, không tướng chúng sanh rồi, các pháp không thuộc về đâu, chỉ do nhân duyên hòa hợp, không do tự tánh. Như chúng sanh hòa hợp, cưỡng gọi là chúng sanh, pháp cũng như vậy, tức được vào pháp nhãn, được sanh nhẫn, pháp nhẫn, rồi nên còn có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống chi các lợi ích khác. Chúng sanh nghe như vậy rồi, an trú trong nhẫn ba la mật,